Hôm nay ông nhà ông bắt được con gắn không biết làm món gì Bây giờ chuẩn nước sôi cạo cạo nè Sau đó là rửa nè Bây giờ tới phần mổ bụng nó ra nha Mổ bụng nó ra lấy cái phần ruột với mặt ra Bây giờ chặt khúc 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 nè Sau đó rửa để ráo nước Bây giờ tới phần ướp gia vị Cái tương hột mình rây ra nha Rây lấy nước Còn cái từ phần tương cái hột tương thì mình để là mình làm nước mắm nha các bạn sau đó mình lấy cái 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 phần hộp để riêng ra ngoài nè sau đó cho ngũ di hương vào cho ngũ hương vào sau đó dùng hai muỗng bột ngọt ha và vài muỗng đường vô Xong đó là mình bỏ đường vô nha hai muỗng bột ngọt rồi bây giờ mình bỏ đường vô giờ trộn trộn lên cho nó đều nè trộn lên cho thấm gia vị cỡ 5 phút nha sau đó mình bắt cái nồi lên cái phần mỡ gắn á mình cho nó tan ra sau đó bột hộp cà ri vào nè cho nó tạo màu nha sau đó mình bỏ tỏi vào sấy phi thơm lên cái phần gắn hồi nãy mình ốp cho vậy đó mình sẽ đổ vô mình xào xăng qua nha quý vị xăng ra sau đó cho nó thấm đều gia vị đi rồi mình đổ nước dừa vô nè đổ nước dừa vào vô với cái phần làm nước mắm nha cái tương hột xay hồi nãy đó mình giả ra mình bỏ xả với ớt vào mình giả ra cho nó đều ha sau đó mình dắt nước cốt nè bằng nước cốt nhất nè dắt nước cốt nhất vô sau đó trộn lên bỏ đậu phộng vô nha quý vị rồi bây giờ là thành phẩm cái món là gắn giả cày đây rắn giả chày nha quý vị ơi